Sưởng lưới em Thảo gửi lời chào tới tất cả các anh. Rất nhiều anh đang quan tâm tới mẫu lồng lưới của bên em, thì hôm nay em đã làm xong nhá. Lồng lưới này thì nó đặc biệt lắm các bác anh ạ. Sẽ có những cái loại lưới mà chắc chắn là các bác chỉ tìm thấy ở bên đơn vị em thôi. Có những bác rất chi là khó tính, nhưng mà khi đã tìm thấy đơn vị em thì các bác đã rất chi là ưng ý và giới thiệu cho rất nhiều bạn. Thì với chất liệu lưới như em nó như thế nào, em sẽ quay cho các bác xem. Với phần bên trong kia là em đang bỏ là lồng cua và lồng tôm nhé. Còn đây là lưới mắt quái, mắt 2 ly và mắt 7 ly. Với mắt 2 ly này, em sẽ quay từ mắt 2 ly cho các bác anh nhà mình được xem. Mắt lưới 2 ly nhá, các bác anh nhìn. Lưới như em thì sẽ là một dòng lưới rất chi là đanh, không bao giờ bay, không bao giờ xù. Và cái lưới này các bác anh nhà mình bắt tép nhỏ nhất là các bác đã sử dụng cái mẫu lưới này cho em. Về phần khung của nó thì sẽ là khung thép 30. Khung thép 30. Khung 30, cách nhau 20 và cao 20. Và em bao chất cho các bác anh luôn, bảo hành cho các bác luôn nhá. Các bác chỉ tìm thấy ở đơn vị em với cái dòng lưới dày, đẹp và đanh như thế này. Với cửa so le giúp các bác anh nhà mình đánh sẽ hiệu quả hơn. Đây, các bác anh nhìn cửa của nó đây. Và chất liệu lưới đúng dày như này khi các bác anh nhà mình nhận hàng nhé. Bên đơn vị em về lưới trắng, lưới đầu đen thì đây các bác anh này, lưới bên này là lưới 7 ly. Thì rất nhiều bác, nhiều anh đặt bên em, bác bảo là lưới thì đẹp lắm rồi nhưng mắt của nó là mắt một phân. Thì các bác anh nhà mình hãy đo theo đúng kiểu cho em nhé. Với một cái lưới này, các bác anh nhà mình đo chéo. Mình đo chéo như này thì chắc chắn là nó phải dài hơn rồi. Và cái này thì em sẽ bán cho các bác là các bác đo vuông nhé, các bác đo vuông cho em. Mắt 7 ly, nó tương xứng như là cái đầu đũa ăn cơm rồi đấy các bác anh ạ. Và các bác nhìn cái sợi chảo của bên trong của nó đây, to như này. Đấy, to khỏe như này. Đấy, và cái lưới lơ này thì cái chảo của nó sẽ nhỏ hơn nhá. Với dòng này thì các bác có thể đi đánh sông, đánh biển, đánh cá bống này. Đi đánh cua, cá biển thì em đã cung cấp rất chi là nhiều. Hiện tại bên em thì đang có gần chục mẫu, như đây là 3 mẫu cơ bản mà được các bác anh nhà mình sử dụng nhiều nhất. Ở dòng lưới mắt 7 ly này thì cái lưới xanh lơ này nhá, thì nó sẽ rẻ hơn. Nó sẽ rẻ hơn và cái này thì cũng vô cùng là dai và bền. Em đảm bảo cho các bác anh nhà mình sử dụng là cứ siêu dai siêu bền luôn. Mắt so le này các bác này, các bác đo vuông nhá. Đo vuông là mắt của nó 7 ly. Là đánh con to đấy, không phải đánh tép nhỏ được đâu. Tép gạo thì mình phải sử dụng lưới xanh, lưới xanh bên trên kia. Còn nếu như đánh sông, đánh hồ, đánh cá bống thì các bác phải sử dụng mắt 7 ly như này. Với chiều dài của nó thì sẽ là 9 m. Với chiều dài của nó sẽ là 9 m nhá. Đây, em sẽ nhân cái đầu lưới đen lên cho các bác anh nhà mình được xem. Và bác nào anh nào mà đang quan tâm tới những mẫu lồng cua, lồng cá thì ở phía trong kia. Một chút nữa em sẽ lấy cho các bác anh nhà mình xem nhé. Đây, các bác ơi, quá là đẹp luôn. Cái khung này của nó là khung trên 30. Khung của nó là khung cao, khung dài trên 30 nhé. Và cách nhau thì là 30. Cao của nó thì sẽ là 22. Mắt của nó thì sẽ là mắt 7 ly đo vuông nhé. Và tất cả cái lỗ này sẽ là đều là lỗ so le. Và với dòng lưới đen này là mẫu chất lượng này. Và ở thời điểm thì bên em đang làm rất chi là nhiều và ship gửi trên toàn đất nước Việt Nam luôn. Bác nào anh nào mà đang có nhu cầu về những mẫu lồng bát quái loại cao cấp này, nhớ liên hệ trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Và em cho các bác thì mình xem lồng cua, lồng tôm một chút nhá. Đấy, các bác nhìn thấy cái đuôi của nó to, dày, đẹp như này. Hôm nay em quay rất chi là sáng để cho các bác anh nhà mình lựa chọn cho nó kỹ nhá. Bao chất luôn, cái này là đuôi đúc này các bác này, đuôi đúc. Đấy, còn đây nó là đuôi lưới. Quá là đẹp luôn. Đấy, về lồng cua đây các bác anh này. Em nhận làm cả lồng cua. Và lồng cua nhà em là mắt một loại mắt 2 phân, 1 phân rưỡi. Đấy, lưới dày đẹp và khung sẽ là khung chống rỉ. Có loại 1 khuy và có loại 2 khuy. Đây là lồng cua nhá. Các bác anh nhà mình đánh một buổi tối thì được cả nửa kg một cái đấy các bác anh ạ. Còn đây là lồng đấy, lồng 1 khuy. Còn đây là lồng tôm này các bác này. Lồng tôm. Cái lồng tôm này là lồng lò xo, đánh rất chi là hiệu quả nhé. Còn bên này là lồng lò xo. Lò xo này thì giá từ 40.000 đồng một cái. Các bác anh nhà mình đánh cá rô đồng, đánh cua, đánh ếch đều được. Cái to cũng có, cái nhỏ cũng có nhé. Đấy, và với lồng lò xo này thì giá rất chi là thấp. Các anh nào mà cần từ kích thước 25-45 là kích thước này. Đây, kích thước này 25-45. Và các bác nhà mình phải chọn đúng cái thép này nhá. Cái này có 40.000 đồng một cái thôi. Và mua từ 10 cái là em miễn phí ship. Còn cái lồng màu xanh này thì nó cao hơn này. Còn đây là cái lồng lò xo 40-80. Em cầm cái đấy lên 40-80. Đấy, 40-80. Và cái to hơn là 50-90. Là cái to như là cái tầm cống như này các bác nhé. Các bác có thể đánh cá chấm to cả mấy kg thoải mái. Giá của nó chỉ có mấy chục nghìn thôi. Và với bên xưởng lưới bên em thì em sẽ nhận và gửi tới tận nhà các bác anh luôn nhé.
các anh đang cần lồng tôm, lồng cua hoặc là lồng lưới bắt quái này, nhớ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại nhé. Và đừng quên cho em xin một like, nhấn chuông và nhấn ngay đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác nhiều nha.